đã cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và có thể nói đây là một chương trình rất bổ ích dành cho tất cả chúng ta, những ai tham gia giao thông ở trên đường, để giúp an toàn cho chính bản thân mình và đặc biệt là những người xung quanh. Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có được một cái tinh thần thật là tỉnh táo để có thể quyết định được những cái hành động của mình. Và với những cái làn đường giao thông, những cái cảnh trí ngày hôm nay trên sân khấu, chắc chắn sẽ có những vòng thi vô cùng thú vị. Hai đội chơi ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào 4 vòng thi đấu. Vòng đầu tiên khởi động, vòng thứ hai hợp sức, vòng 3 vượt chướng ngại vật, và cuối cùng vòng về nhà đi ăn. Nhưng vòng cuối cùng này chỉ có một đội chơi với điểm số tổng 3 vòng thi đấu cao hơn mới có cơ hội chinh phục được giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng của chương trình. Và để xem ngày hôm nay hai đội chơi của chúng ta sẽ có những nghệ sĩ và những người chơi như thế nào nhé. Xin mời hai đội chơi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Tùng Anh và mình rất vui khi hôm nay mình được tham gia chương trình Về Nhà Đi Anh cùng với bạn một bé rất là dễ thương trong đội của mình, đó chính là... Dạ, em tên là Thảo Đồng nhưng mà em không phải là người Trung Quốc, em người Việt Nam. Dạ, yeah, Thảo là Thảo Nguyên, đúng không em? Đồng là mấy cái dụng cụ bằng đồng. Dạ, Thế hôm nay Thảo Đồng nè, cùng với Trần Tùng Anh kết hợp một đội chơi, các bạn mang lại tinh thần gì với một cái chương trình mà Minh Xuân nghĩ rằng là rất là lạ? Tại vì chúng ta hay tham gia những cái game show vận động nè, rồi những cái game show hài hước nè, hoặc là chơi những cái trò chơi, nhưng mà hôm nay là an toàn giao thông, thì các bạn muốn chia sẻ điều gì nè? Khi tham gia chương trình ngày hôm nay thì đội của Tùng Anh và em thì sẽ đặt một cái tên rất là hay, Lên Đỉnh Về Nhà Đi Anh ạ. Lên đỉnh nhưng mà không biết đỉnh gì. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta vít ga 80 km/h thì chúng ta về nhà thì vẫn phải an toàn. Dạ. Các bạn có một cái thông điệp gì hay không? Chúng ta không nên vượt đèn đỏ, chúng ta không nên lạng lách nè, đánh vọng đúng rồi. Và làm sao chúng ta phải có bằng lái khi tham gia giao thông? Hợp lý. Bây giờ mà tới đội của Hồ Bích Trâm cùng với người bạn chơi của mình, nãy giờ cũng không biết tên của chàng trai. Nào xin mời tụi em giới thiệu từng thành viên nhé. Em tên là Minh Châu và hiện tại em đang là sinh viên và rất vui được tham gia chương trình. Châu ơi, em có vui thiệt không? Chứ anh thấy là em cũng đang chưa vui lắm. Dạ vui nhưng mà hơi nóng. Hơi nóng? Dạ. Hay là đứng cái Hồ Bích Trâm em cảm thấy là cô ấy hot quá. Dạ, Hồ Bích Trâm xinh thiệt. Dạ, xinh đúng không? Xin chào mọi người, mình là Hồ Bích Trâm. Hiện tại mình đang làm công việc đó là diễn viên tự do. Mình yêu màu xanh, mình không thích màu hồng. Mình thích sự chân thật và ghét sự giả dối. Vậy á, yêu màu xanh, ghét màu hồng, mặc đồ trắng đen. Có chuyện nào quá trời không? Quý vị thân mến, đây là một chương trình về giao thông. Trâm thì đã có bằng lái xe ô tô rồi nha, và cũng đã lái xe ô tô khá là nhiều năm, đổi xe cũng nhiều lần. Thế không biết là hiện nay thì cho Minh Xuân hỏi là tính tới thời điểm bắt đầu mua xe, chạy xe cho tới bây giờ bị phạt bao nhiêu lần rồi? Dạ hình như em bị phạt khoảng 4 lần. 4 lần? Trong 5 năm lái xe. Lỗi gì? Dạ thứ nhất là lỗi là lố một cái xíu tốc độ thôi. Rồi. Rồi, một lần. Vượt tốc độ. Rồi, một lần á là bị đi đường cấm. Tại vì cái đường đó là lúc trước nó chưa có cấm mà tới lúc em đi thì nó cấm mà em không biết. Tại nhiều khi nó cấm em. Thứ ba. Thứ ba là cố vượt đèn. Vượt đèn luôn. Không phải đâu, tại vì nhiều khi á đang chạy rồi nè, em thấy đèn trớn. Vàng nó đỡ chớn thôi. Đỡ chớn thôi. Chứ không phải vượt. Ngụy biện nè, thứ tư. Hết rồi. Nó 4 lần mà mới kể 3 lần à. Lần kia là nó cũng giống như 3 lần nọ vậy đó. Rồi bây giờ mình đã rút được kinh nghiệm chưa? Dạ kinh nghiệm đầy mình luôn anh. Tại vì mỗi lần mà mình bị phạt á thì rất là tốn kém. Đúng. Với lại mất thời gian của mình. Cho nên là bây giờ mình cứ chậm mà chắc, với lại an toàn nữa. Tại vì bây giờ luật ra mới rồi anh. Đúng. Những cái điều mà mình chỉ cần mà không đeo seat belt thôi cũng đã bị phạt rất là nhiều tiền. Cho nên là bắt buộc mình phải tuân thủ an toàn giao thông, vừa an toàn cho mình mà vừa an toàn cho người đi đường luôn. Hay quá, vỗ tay cho Hồ Bích Trâm. Có rất là nhiều kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình mà Minh Thù tin là kinh nghiệm này sẽ giúp cho bạn chiến thắng. Với những cái câu hỏi nó cũng na ná giống như vậy. Còn Minh Châu, bạn có tự tin về kiến thức về an toàn giao thông của mình không? Dạ, em cũng tự tin vì em cũng đã có bằng lái rồi. Bằng lái gì em? Xe đạp hả? Bằng lái xe máy. À, xe máy. Dạ, nãy giờ em tưởng nhỏ có bằng lái máy bay. Châu, từ chồng, em có người yêu chưa? Dạ, chưa. Châm cũng không có cần có đâu. Cho nên là em cứ bình tĩnh, biết được tất cả hàng triệu các bạn gái phía trước đang theo dõi em nha. Dạ. Ok, còn đội bên mình có kinh nghiệm gì về an toàn giao thông không để thi đấu với đội bạn? Kinh nghiệm mà tham gia giao thông thì
cái chỗ đấy, đường đó là ngã tư và em không được phép rẽ phải. Ừ. Nhưng em cố em rẽ nhưng mà em lại tôi không biết hiểu vì sao em lại cố chạy qua chú cảnh sát giao thông và chú bắt em luôn. Chạy qua luôn. Bây giờ thấy chú mà không sợ chú mà lướt qua chú luôn. Để cho hiểu cảm giác mà bị công an đuổi đuổi như thế. Không hiểu cảm giác nữa chứ. Còn em đâu? Sao bé? Em bị cảnh sát bắt một lần. Là tại vì em vượt đèn đỏ. Em không thấy cảnh sát ở đâu hết. Xong rồi em kiểu thôi không có ai, thôi đi luôn. Ừ. Xong rồi cái xong rồi anh cảnh sát ở đâu bắt anh vô. Xong rồi kêu là có camera giám sát nên thấy em đi luôn cái quạnh vô. Chứ còn thực sự ra thì nếu như đúng luật an toàn giao thông thì chắc chắn là chúng ta phải tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta cần biết. Và đặc biệt hơn hết là Minh Sù tin là khi mà làm thành thói quen đó mọi người, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm cái việc sai luật giao thông một lần nào nữa. Khi mà chúng ta cứ thấy như vậy là không nên ha, thấy đèn đỏ là chúng ta phải dừng lại, thấy đèn vàng phải chạy từ từ, và đặc biệt hơn hết là đúng quy tắc giao thông. Tự tin chưa? Dạ rồi. Tự tin nhá. Mời hai đội chơi về vị trí của mình. Hai đội chơi hồi nãy Minh Sù thấy là chỉ có một đội có cái tên thôi, còn bên đội mình không biết là để đối đầu với đội bạn, đội mình sẽ lấy tên gì ạ? Xuống núi ạ. Xuống núi ạ. Xuống núi ạ. Cái từ xuống núi nó hơi bị dướng em ạ. Xuống đâu em? Xuống núi. Tại vì đi xuống thì mới về nhà được, không ai mà lên đỉnh mà về nhà được hết trơn á. Chắc anh tưởng là xuống vực luôn á. Bây giờ là đội bên đây là lên đỉnh, đây là xuống núi. Xuống núi. Trời đất ơi, không là bây giờ mình lấy cái tên xuống nhiều khi nó xuống luôn em. Đúng không? Không sao anh. Không sao đúng không? Dạ. Tự tin. Tự tin. Tự tin. Và hai đội chơi ngày hôm nay, một đội đi lên, một đội đi xuống, để xem đội nào sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng vào cuối chương trình quý vị nhé. Vòng đầu tiên của chúng ta mang tên Khởi Động, xin mời. Thân mến, chương trình Về Nhà Đi Anh đã quay trở lại và đây là vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Luật chơi vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Ở mỗi lượt chơi, hai người chơi sẽ bấm chuông một lần duy nhất để giành quyền ưu tiên trả lời tên biển báo đầu tiên. Sau đó, hai người chơi sẽ luân phiên để trả lời tên của 9 biển báo còn lại. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. Mời các bạn sẽ lựa chọn thành viên đầu tiên để tham gia thi đấu. Đội của Tùng Anh. Em này hả? Em hả? Em trước hả? Ừ, em trước. Rồi. Thảo Đồng sẽ thi trước. Đội Hồ Bích Trâm thì sao ạ? Hồ Bích Trâm luôn. Cho Hồ Bích Trâm. Vâng, xin mời hai chàng trai qua vị trí này ạ. Anh cưng em. Bye. Cố lên chị ạ. Yeah. Chia tay, chia tay. Trời ơi. Và bây giờ lượt đầu tiên dành cho hai cô gái. Bắt đầu. Hồ Bích Trâm sẽ là người trả lời đầu tiên. Xin mời. Biển này là xe ô tô được phép đi thẳng. Xe ô tô được phép đi thẳng. Đây là đáp án chưa chính xác. Mời đồng. Cái này là xe ô tô không được bốc đầu. Xe ô tô không được bốc đầu. Chơi. Bé ơi, khoan, anh hỏi cá nhân thôi. Em đã đi xe ô tô chưa? Dạ, cái này là em được chở chứ em chưa có đi bao giờ hết trơn. Vậy cho anh hỏi, đã bao giờ anh thấy xe ô tô bốc đầu? Dạ, có mấy cái xe hồi xưa nó nhảy lên. Em ơi, nó hơi phi lý. Nhưng mà cái đó anh thấy trong phim mình có nhiều. Câu trả lời cuối cùng của em là? Này là xe ô tô được phép đi trong cái đường một chiều. Xe ô tô được phép đi trong đường một chiều. Đây là đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác của chương trình là biển báo làn đường dành cho xe ô tô con. Giờ lượt của đồng, tiếp tục mời em. Biển báo không được rẽ, không được đi vô ngã ba. Biển báo không được đi vào ngã ba. Đây là đáp án chưa chính xác. Mời Hồ Bích Trâm. Cấm bạn tầm bậy tầm bạ. Trời. Cấm tầm bậy tầm bạ. Em thật là tầm bậy tầm bạ. Đây là đáp án không chính xác. Và đáp án chính xác rất đơn giản là biển báo đường cụt ở bên tay trái. Cái màu đỏ nó báo hiệu là nó cắt ngang, là coi như là nó cắt là cái đường cụt rồi, hiểu không? Nó rất là tiếc. Và bây giờ lượt của em rồi đó, Hồ Bích Trâm, mời. Biển này là biển cấm xe tải và xe khách. Cấm
xe tải và xe khách. Đây là đáp án chính xác. Không, không thể sai được. Chúc mừng. Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải, rất đơn giản là như vậy. Tiếp tục nào, lượt của bạn Đồng, xin mời. Hi, dễ quá. B là bên phải, xe được phép đi bên phải. Xe được phép đi bên phải, đây là đáp án không chính xác. Và bên trong, đây là biển báo bãi đỗ xe. Biển báo bãi đỗ xe là một đáp án chính xác. Biển báo nơi đỗ xe, hợp lý. Chắc là hay đỗ xe đúng không em? Tại vì đi ô tô rất là khó khăn ở đây là không, chúng ta phải anh tìm. Em kể cho nghe một câu chuyện về cái biển báo đó ngày xưa. Cái biển báo đó trong mấy cái siêu thị hoặc là người ta sẽ dành cho ô tô á. Xong có một ngày người tờ ấy, bạn em mới nói là cái khi nào mà thấy cái biển màu đó, màu xanh chữ B là cái biển đậu xe. Một ngày đẹp trời em đi xe máy em vô được cho cái biển đó, người ta đuổi đầu em ra. Thì người đúng ta nói rồi. Kêu... biển báo dành cho xe. Ô tô. Ô tô mà đi xe máy thì vô đuổi ra đúng. Nhưng mà trả lời hoàn toàn chính xác. Một điểm nữa dành cho Hồ Bích Trâm. Tiếp tục không biết trăm, xin mời. Cấm đi lên thiên đường. Biển báo là biển báo cấm đi thẳng. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm đi thẳng. Lượt chơi của em bắt đầu, xin mời. Xe không được chạy vô cái làn đường có đá, có sỏi đá. Đáp án của bạn là xe không được chạy vô làn đường có đá. Đây là một đáp án. Rất vô lý, không chính xác. Mời Hồ Bích Trâm. Biển báo cấm vào vào khu vực đang xây dựng. Biển báo cấm, cấm xe vào khu vực đang xây dựng. Đây là một đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác nó dễ như vậy nè. Biển báo sỏi đá bắn lên. Thiệt luôn á. Rất tiếc không ai trả lời được câu hỏi này. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Hồ Bích Trâm. Dạ, đây là biển báo cấm cho xe không đi vào. Đây là đáp án đúng. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt của bạn Đồng, xin mời. Cái này là biển báo cấm, cấm xe đạp. Cấm xe đạp luôn. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Đơn giản thôi em. Đáp án chính xác đó chính là cấm xe. Cấm xe đạp. Yeah, chúc mừng. Một điểm cho Đồng. Tiếp tục không biết trong, xin mời. Biển báo này biển báo nguy hiểm đoạn đường phía trước trơn trượt. Trơn trượt. Biển báo nguy hiểm đoạn đường phía trước trơn trượt. Đây là một đáp án nó trượt ngã dòng đời sai luôn. Đồng, gỡ điểm nào em. Cái nơi này nó hay có sấm sét nên là nó kêu là ở nơi này nguy hiểm. Báo hiệu nguy hiểm khu vực này hay có sấm sét. Đây là một đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác là biển báo đường cáp điện ở phía trên. Chúng ta vẫn còn lại một biển báo cuối cùng nữa, xin mời lượt của bạn Đồng. Sự nguy hiểm khi mà xe đi vào cái đường hầm này. Sự nguy hiểm khi xe đi vào đường hầm này. Đây là một đáp án sai. 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 Đây là một đáp án sai. Mời Hồ Bích Trâm. Cấm vào đường, vào cửa xe, vào cửa hầm. Đây là đáp án không chính xác. Mời đáp án chính thức của chương trình. Đây, biển báo cửa chui. Vậy là chúng ta đã khép lại 10 biển báo của hai cô gái. Và số điểm hiện nay của từng thành viên như sau. Hồ Bích Trâm, bạn có được 4 đáp án đúng, chúc mừng. Yeah. Khỏi nói em biết rồi. Bao nhiêu? Dạ 1 điểm. Chính xác, đúng rồi. Đừng ngại gì hết trơn á. Chúng ta phải biết mình đang ở đâu để mà còn cố gắng, đúng không? Để coi hai chàng trai sẽ bứt phá như thế nào với lượt 2. Xin mời. Và bây giờ, lượt 2 dành cho hai chàng trai. Bắt đầu. Mời Trần Tùng Anh trả lời trước, xin mời. Đó là cấm. Và em nghĩ là đây là cái biển mà xe mà từ 7 tấn đổ xuống được đi được. Từ trên 7 tấn là không được đi vào cái đoạn đường này. Xe biển báo cấm xe dưới 7 tấn vào làn đường này. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Dễ mà đúng không? Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe.
Và trong cái bức hình này nó không thể khó để cho tài xế, người ta nhìn vào người ta sẽ phán đoán được liền, để người ta có thể biết là có nên đi vào hay không. À, và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Tưởng tượng liền em, hình này là hình gì? Theo em thì biển báo này là biển báo nguy hiểm khi đi qua cầu. Nguy hiểm khi đi qua cầu. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Trương Tùng Anh. Cầu vượt ạ. Cầu vượt. Biển báo cầu vượt hết. Cấm ạ. Cấm cầu vượt. Dạ. Biển báo cấm cầu vượt nghe cũng không có nghĩa lắm. Đây là một đáp án không chính xác. Xin mời đáp án của chương trình. Biển báo cầu tạm. Nó có hình cái cầu nhưng mà nó làm bằng những cái thanh, những cái que thôi. Là cầu tạm thôi, cho nên cũng báo hiệu là nguy hiểm. Khi mà chúng ta di chuyển qua cầu thì cũng phải quan tâm tới cái sức nặng của cái xe của mình. Tại vì đây là cầu tạm thôi, chứ không phải là cầu chính thức. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của Trần Tùng Anh. Xin mời, mời em. Em đây là cái đoạn đường mà biển báo mà cấm đi thẳng, cấm rẽ phải và cấm rẽ trái luôn ạ. Trời. Vậy là coi như là đi đường nào đấy em? Bây giờ cái xe mình đang nằm ở đây mà cấm đi thẳng, cấm rẽ phải, cấm rẽ trái, đi đường nào? Lên đỉnh ạ. À, đi lên trời. Hoặc là chui hầm mà. Ok, đây là đáp án không chính xác. Mời Minh Châu. Thì em biết biển báo này thì em có thấy rồi. Đó là biển báo hết đường ưu tiên. Biển báo hết đường ưu tiên. Em nghĩ vậy. Và đây là đáp án cũng chưa chính xác luôn. Chắc có thể là mình nhớ mang máng đâu đó xong mình nhầm. Và đây mới là đáp án chính xác đây. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. À, nó có cái phần giao nhau ở đây với đường không ưu tiên. Và bây giờ sẽ là bức hình tiếp theo. Lượt chơi của Minh Châu, xin mời. Biển báo này là biển báo cảnh báo khoảng cách giữa hai xe trong vòng 8m. Đội em được cái là hiền, phân tích từ tốn. Biển báo, ừ đúng rồi đó, chúc mừng. Chính xác, chúc mừng. Tên chính thức của nó là biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe là 8m. Dạ. Ok. Và bây giờ sẽ là lượt chơi tiếp theo. Trường Tùng Anh, xin mời. Trời, 50 triệu à? À, em chắc đây là cái biển báo cấm cấm lấy 50 triệu km vượt quá 50 km/h. Cấm vượt quá 50 km/h. Đây là đáp án sai. Ủa? Rất tiếc, mời Châu. Biển báo đi 50 km/h. Biển báo đi 50 km/h. Chúc mừng bạn đi luôn. Chưa chính xác. Đáp án của chương trình là biển báo tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Dạ, cũng gần đúng ha. Các bạn cũng phân tích nằm trong những cái con số trong đó nhưng mà chưa chính xác. Tiếp tục, mời Minh Châu. Biển báo nguy hiểm là sẽ có người đi qua. Biển báo nguy hiểm báo hiệu sẽ có người đi qua. Đây là một đáp án chính xác, chú ơi. Biển báo đường người đi bộ cắt ngang. Có nghĩa là để cho những chiếc xe đang lưu thông ở trên đường sẽ nhìn thấy biển báo này để chúng ta có thể báo hiệu trước là sẽ có nhiều người đi bộ qua đường, mình phải giảm tốc độ lại. Xin mời lượt tiếp theo của Trần Tùng Anh. Đây là biển thông báo là có cảnh sát giao thông ạ. Biển thông báo có cảnh sát giao thông. Đây là một đáp án chính xác, chú ơi. Biển báo trạm cảnh sát giao thông. Tiếp tục, Minh Châu gỡ điểm nào em. Biển báo cấm xe có chiều dài 14m. 14m. Biển báo cấm xe có chiều dài 14m. Đây là một đáp án chưa chính xác. Rất là tiếc. Mời Trần Tùng Anh. Em nghĩ đây là biển báo mà thông báo cho mọi người biết là đây là xe tải rồi thì phải cách nhau 14m ạ, cự ly ạ. Khoảng cách của xe mình và xe tải là 14m đúng không em? Dạ vâng. Biển báo báo hiệu khoảng cách giữa xe mình và xe tải trước đó 14m theo đáp án của Trần Tùng Anh. Đây là một câu trả lời chưa chính xác luôn. Đây là đáp án biển báo hạn chế chiều dài ô tô kéo móc. Tiếp tục, xin mời. Biển báo cấm không có đèn xanh đèn đỏ. Biển báo không có đèn xanh đèn đỏ. Dạ. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Minh Châu. Biển báo này là biển báo sẽ có đèn tín hiệu. Biển báo sẽ có đèn tín hiệu. Đây là một đáp án chưa chính xác. Và đáp án chính xác là biển báo giao nhau với tín hiệu đèn. Có nghĩa là trên đoạn đường này là có những cái tín hiệu đèn và báo hiệu là nó sẽ có những cái đoạn đường giao nhau tại cái khu vực này. Chúng ta còn lại một biển báo cuối cùng nữa mà thôi. Lượt chơi của Minh Châu, xin mời. Theo là cấm đi ngược chiều. Cấm đi ngược chiều. Cấm chờ. Cấm chờ, cấm chờ. Đáp án cuối cùng của em là gì? Cấm chờ. Cấm chờ. Sao chăm? Dạ.
tóc bị chưa gọi hay gì ngứa hả gãi chứ? Cổ em hơi bị méo. À, đây, đáp án cuối cùng của em là cấm chờ, vẫn là cấm chờ. Cấm chờ. Và đây là đáp án không chính xác. Tiếp theo Trường Tùng Anh xin mời. Cấm ạ. Đây là biển báo cấm ạ. Biển báo cấm. Đây là một đáp án chưa chính xác. Đáp án của chương trình là biển báo cấm đi ngược chiều. Hồi nãy em nói là đúng rồi đó. Dạ vâng. Ủa em tưởng báo cấm dừng. Cấm dừng cấm đậu. Để cho người ta chơi thì người ta thắng được một điểm rồi. Chỉ làm gì. Vậy là chúng ta đã kết thúc lại lượt thứ hai ở đây với hai chàng trai điểm số như sau. Bạn Minh Châu đã có được hai đáp án đúng. Yeah, chúc mừng. Trần Tùng Anh, bạn có được rất là nhiều, hai luôn, chúc mừng. Tôi thấy là hai chàng trai này á chơi còn dở hơn hai cô gái nữa. Hai cô gái còn trả lời được rất là nhiều câu. Vậy là chúng ta đã khép lại hai lượt chơi trong vòng khởi động đầu tiên. Điểm số của hai đội chơi như sau. Mời hai cô gái về chỗ. Vòng khởi động đầu tiên, điểm số của hai đội chơi như sau. Tổng số điểm của đội xuống núi là 6 điểm. Chúc mừng. Tổng số điểm của đội lên đỉnh là 3 điểm. Chúc mừng. Vậy là chúng ta khép lại vòng đầu tiên tại đây. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi mở ra vòng thi đấu thứ hai mang tên Hợp Sức. Nhau quay trở lại với Về Nhà Đi Anh, một game show về an toàn giao thông rất là hữu ích dành cho tất cả chúng ta. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Và bây giờ, chúng tôi sẽ dành cho hai đội chơi bước sa hình đầu tiên. Xin mời. Và câu hỏi của chúng ta như sau. Trong trường hợp này, xe nào đổ vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Hồ Bích Trâm. Dạ, em sẽ trả lời. Ở đây nó có một biển cấm xe tải. Thì em xin trả lời đó là xe tải 2,5 tấn là sai, đậu sai vị trí. Đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Thì giống như là Trâm có nói, cái biển báo nó nằm ở đó rồi, mà nếu như mà chúng ta không quan sát kỹ thì chúng ta sẽ không đưa ra đáp án đúng được. Chúc mừng, 2 điểm nữa thuộc về đội của Hồ Bích Trâm. Và bây giờ sẽ là bước sa hình thứ 2, xin mời. Câu hỏi của chương trình là: theo hướng mũi tên, những hướng đi nào xe máy có thể đi được hết? Mời Hồ Bích Trâm. Em xin trả lời, trong cái bức hình mô phỏng này sẽ được rẽ trái và đi thẳng. Được rẽ trái và đi thẳng. Đây là một đáp án chưa chính xác. Xin mời đội của Trần Tùng Anh. Em nghĩ là ngược quẹo trái á, số 3. Số 3 thôi. Dạ. Chỉ duy nhất một số thôi. Dạ. Và chốt chưa? Chốt ạ. Đây là một đáp án cũng chưa chính xác. Rất là tiếc cho hai đội chơi. Đáp án của chương trình đó chính là phải lạp cả ba hướng. Đi được cả ba hướng luôn. Hướng thứ nhất vì không cấm phương tiện nào. Hướng thứ hai cấm xe mô tô lưu thông ở trên đường này, do đó xe gắn máy vẫn được phép di chuyển. Và hướng thứ ba cấm ô tô, có nghĩa cấm tất cả các loại xe cơ giới trừ mô tô hai bánh, xe gắn máy và các loại xe được ưu tiên. Và bây giờ sẽ là bước sa hình thứ ba. Xin mời. Câu hỏi rất đơn giản và ngắn gọn như sau. Xe nào đổ vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Hồ Bích Trâm. Dạ, biển này là biển cấm chắc rồi đó. Là cấm đậu xe trong cái khoảng đường này. Là trong cái khoảng mà cái mũi tên là ngay chỗ cái biển cấm đó, đó. Tại vì nó nằm ngay ngã ba cho nên là xe không được đậu ngay đó. Vậy thì xe nào đang phạm quy? Dạ cả hai xe đều phạm quy luôn ạ. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Với sự giải thích hoàn toàn hợp lý, đây là biển cấm đậu xe, cho nên là khi mà xe nào đậu vào thì cũng phạm quy cả thôi. Ngay cả xe bán nước mía hoặc là xe bán bánh tráng trộn nha. Rồi, và bây giờ sẽ là bước sa hình số 4. Câu hỏi như sau: xe nào đổ vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Trần Tùng Anh. Trên này thì em nghĩ là xe tải thôi. Xe tải. Xe tải ạ.
theo như đồng đội bạn Đồng có chia sẻ là xe tải thôi. Và Trần Ngọc Tâm Anh đã quyết định là vâng, xe tải thôi. Đây là đáp án chưa chính xác. Câu trả lời của em là gì? Chiếc xe bị sai đó là chiếc xe tải, là nó đang đậu bị ngược chiều. Thì là thứ nhất. Thứ hai là chiếc xe mô tô nó đậu, nó phạm vào cái đường vạch dành cho người đi bộ. Cho nên hai xe này là xe bị phạm luật. Phạt nó, phạt nó đi anh. Hai xe đúng không em? Đúng rồi. Câu trả lời của Bích Trâm hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Yeah. Hai điểm nữa cho trao đổi của mình. Yeah. Và đây là bức xe hình cuối cùng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình. Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông hết? Mời Trần Tùng Anh. Ô tô ạ. Xe ô tô đang vượt đúng quy tắc. Và đây là đáp án chưa chính xác. Mời Hồ Bích Trâm. À, vậy là cái này được đúng, còn cái này là vượt sai. Cái này là chỉ cấm ô tô vượt, còn này là xe khách cho nên xe khách được vượt. Còn cái này là xe ô tô không được vượt, thì xe khách này vượt là nó đúng. Cho nên Trâm đã lựa chọn là xe khách đang vượt đúng, đúng quy tắc giao thông. Đây là đáp án chưa chính xác luôn. Và cả hai xe đều vượt không đúng quy tắc của giao thông. Các bạn thấy là biển báo cấm ô tô tải vượt, đó chính là cấm các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất trên 3,5 tấn vượt các xe cơ giới khác, chỉ được vượt mô tô hai bánh, xe gắn máy mà thôi. Rất tiếc cho cả hai đội. Trong bức xe hình cuối cùng thì chúng ta vẫn không có điểm, nhưng mà hiện nay điểm số đang khá là cao, nghiêng về đội của Hồ Bích Trâm và Minh Châu. Và tổng số điểm hiện nay của hai đội chơi với hai vòng thi đấu như sau. Đội Lên Đỉnh vẫn đang có 3 điểm. Chúc mừng. Lên luôn đó. Lên. Và đội của Hồ Bích Trâm đúng được 3 câu. Đội Xuống Núi nhưng các bạn đang dẫn đầu với điểm số là 12 điểm. Vậy là chúng ta đã khép lại vòng 2 ở đây. Chắc chắn vòng 3 vượt chướng ngại vật đang co một trò chơi rất hấp dẫn tuần này đang chờ đợi tất cả mọi người khám phá. Đừng chuyển kênh nha, chúng tôi sẽ quay trở lại. Quay trở lại với vòng thi đấu thứ 3 được mang tên là vượt chướng ngại vật. Luật chơi vòng 3 vượt chướng ngại vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Và trên tay của Minh Sù đang cầm một vật dụng để giúp cho hai đội chơi ngày hôm nay khi vượt qua được những chướng ngại vật này mang về những điểm số bằng những quả banh bóng bàn thật là nhiều với chiếc rổ bằng thủy tinh kia. Và chắc chắn rồi, vòng này nếu như đội nào chiến thắng sẽ có được 10 điểm và đội không chiến thắng sẽ không có điểm nào cả. Luật chơi của vòng này rất là đơn giản nhưng cũng sẽ khó khăn bằng cách là chúng ta sẽ giữ thăng bằng. Thăng bằng điều gì ạ? Thăng bằng quả banh bóng bàn. Chúng ta sẽ có hai thành viên mỗi đội đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chơi từng người hoàn toàn khác nhau. Trong vòng 2 phút, chúng ta sẽ lần lượt di chuyển quả banh bóng bàn này. Từ vạch xuất phát đầu tiên tại đây, chúng ta sẽ phải cầm chiếc cây này giống như cái ngọn đuốc của cuộc đời, ngọn đuốc của tuổi trẻ. Đó, không được chạm vạch quy định của chương trình nhé. Đây, rồi, các bạn sẽ di chuyển làm sao để vượt qua chướng ngại vật ở đây. Bước qua, đặt chân vào trong giữa. Sau đó các bạn sẽ hạ thấp mình xuống, di chuyển qua bên đây. Và một lần nữa, đi qua cái vòng bánh xe. Và khi các bạn về đây rồi, các bạn được quyền cầm trái banh này bỏ vào trong cái rổ bằng thủy tinh. Bởi vì cái rổ này nó rất là tân, cho nên là các bạn phải bỏ nhẹ thôi. Nó còn có tân ra bên ngoài là chúng ta sẽ không tính quả banh đó nhá. Sẽ rất là khó khăn, cho nên vòng này rất cần sự bình tĩnh, giữ thăng bằng. Giống như khi chúng ta đang di chuyển ở trên xe, phải bình tĩnh. Có rất là nhiều chướng ngại vật, chúng ta cũng không nên vội vàng để vượt qua nó một cách không an toàn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắn tù xì đi hả? 1, 2, 3. Rồi, đội thắng được quyền quyết định ạ. Chị chơi trước đi. Rồi, đội chơi trước là đội của Hồ Bích Trâm và Minh Châu, xin mời. Và bây giờ 2 phút bắt đầu. Từng người bỏ điểm thôi nha. Cố lên, cố lên.
Bình tĩnh. Đó. Đúng rồi. Cúi thấp người xuống nào, hạ thấp người xuống. Đấy. Yeah. Cầm tay được rồi. Rồi, mời chăm. Mấy cái trò chơi nhẹ nhàng vậy nó không có phù hợp với em. Chứ em muốn chơi trò chơi sao, nhạc giật lên làm nhảy đúng không? Em muốn nó mạnh. Nhạc xúc lên làm nhảy nào, music. Hey. Đấy. Yeah, hợp lý quá chăm ơi. Cái cú xuống tấn vừa rồi là quá logic nha. Rồi nhảy. Yeah. Rồi về luôn. Trời, chăm có vẻ như là rất là chuyên nghiệp ha. Đấy, bình tĩnh, tự tin, cố lên. 3 quả rồi, chúng ta còn lại 54 giây. Cố lên, còn 54 giây thôi. Châu ơi, bình tĩnh em. Rồi, về, mất lượt. Nãy giờ người dứt điểm. Hồi nãy giờ người dứt điểm toàn là chăm. Ê, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, xong về luôn. Cố lên. Chúng ta còn lại 27 giây. Bé chơi đổ mồ hôi hết trơn rồi kìa. 19 rồi, cố lên. Rồi xong. Và 15 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thôi, đừng đi nữa. Khó lắm ý. Dạ. Nói trong vòng 2 phút dễ, nhiều thời gian nhưng chúng ta chỉ có được 4 quả banh về đích mà thôi. Chúc mừng. Trước khi chơi, nói một câu gì đó động viên tinh thần của đội mình. Yeah. Trời đất ơi. Đó, yeah, rớt luôn. Nhớ nha, phải thật sự là bình tĩnh nha. Rồi, 2 phút bắt đầu. Em thuận tay trái hả? Dạ, em thuận đi trái. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Bình tĩnh. Không sao. Qua đi em. Qua đi, không sao cả. Cứ nhẹ nhàng qua thôi. Rồi, thôi về luôn. Là gió của tôi thổi đó. Rớt à. Không, bình tĩnh Trần Tùng Anh. Đừng vì những tiếng thét thất thanh của... Cố lên. Hồ Bích Trâm. Rớt. Về đây là em có thể cầm tay bốc lên được rồi. Ok, một quả rồi, cố lên. Cố lên, từ từ thôi. Gió từ miệng bà thổi ra hết. Đúng rồi, hay quá Tùng Anh ơi. Hay quá, về nào. Đúng rồi, chạy nhanh. Em phải làm được một quả chứ, đúng không Đồng? Dạ đúng. Từ từ thôi, bình tĩnh. Bước qua, đúng. Qua luôn. Cố lên. Cúi người thấp xuống một tí, vẫn giữ thăng bằng nha. Sắp về đích rồi, bước vào trong. Rồi, và về đích rồi, cầm tay bấm ra, đúng rồi. Nhìn xém luôn. Chưa, nhanh, chạy về. Em. Rồi, đi. Còn 17 rồi. Cố lên. 13, 14, 13. Yeah, thua mình rồi. Em đừng mất bình tĩnh, Đội của Hồ Bích Trâm đang có 12 điểm và đội của Trần Tùng Anh đang có là 3 điểm. Nhưng vòng này mà mình thắng, mình hơn đội bên kia 1 điểm là mình có cơ hội chinh phục được 50 triệu. Bảy, sáu, năm, trời ơi, thôi thấy thương hai đứa quá. Rồi, vậy là khép lại vòng thi đấu vượt chướng ngại vật này. Thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết đội thắng với hơn có một quả banh thôi. 4 quả banh, chúc mừng cho đội xuống núi. Yeah.
Có thêm 10 điểm nữa và chắc chắn đội này sẽ bước tiếp vào vòng thi đấu cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Và chúng ta rất là tiếc phải chia tay với đội chơi Lên Đỉnh. Có vẻ như là ngày hôm nay cái tên nghe có vẻ lên đúng không? Nhưng mà mình chưa có may mắn. Sao? Tham gia trò chơi Về Nhà Đi Anh thì ngay bây giờ Đồng thấy làm sao? Dạ em thấy cũng vui được tiếp xúc với anh và người đồng đội của mình. Em cũng học được mấy cái biển báo giao thông nữa. Có rút được gì kinh nghiệm cho mình không khi mà lưu thông ở trên đường sắp tới? Dạ em sẽ không có vượt đèn đỏ nữa, em không có lạng lách nữa. Hình như anh chưa hỏi gì mà tự động em khai hết trơn là không có vượt đèn đỏ nữa. Chính rồi không có này không có kia nữa. Anh nghĩ là chương trình này sẽ hữu ích lắm cho bản thân mình nếu như mà rơi vào cái trường hợp đó. Tôi tham gia chương trình này rồi nè mà tất cả quý vị khán giả đã theo dõi tôi nè, không lẽ bây giờ tôi lại đi sai đúng không? Còn Trương Tương Anh? Em thì em cảm thấy là em rất là vui và em được học hỏi rất là nhiều. Và sau chương trình này có lẽ em xin phép em xin đi học bằng lại là cũng đúng rồi. Dạ. Để lại cho em rất là nhiều ấn tượng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Đồng ý. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng rằng là sắp tới thì khi nào có bằng lái thì nhắn tin cho chương trình để chương trình mời lại ha. Coi như là mình đã có nhiều kinh nghiệm rồi, mình đã có kỹ năng mới rồi, mình sẽ tham gia thi đấu một lần nữa ha. Dạ. Trời ơi, anh đứng kế bên nó nhìn cận cảnh như thế này em thấy bạn ấy đẹp trai xỉu luôn á. Đẹp trai mà. Trời, nè, Trâm, không chỉ đẹp trai, hát còn hay nữa. Em cất một giọng hát mà vừa hát giọng nam vừa hát giọng nữ cho bạn nghe. Gì nhỉ? Về giao thông nhỉ? Thì ngày xưa em thấy là em này hay hát về nhạc thính phòng cách mạng. Dạ. Cho em hát về cô gái mở đường nữa ha. Ê, xin mời. Chị sẽ là cô gái đó. Không, bậy. Cô gái miền quê xa đi cứu nương, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, vai sang em cô gái mở đường, ta ta ti 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 ti. Giọng nam nè. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Đấy. Dạ. Đó chính là ca sĩ Trần Tùng Anh. Và ngày hôm nay không được may mắn lắm ha. Mình phải tạm chia tay ở đây. Nhưng không sao, chúng ta vẫn động viên tinh thần cho đội bạn để có được 50 triệu đúng không? Yeah. Ok. Xin được cảm ơn đội chơi Lên Đỉnh. Và chắc chắn khép lại vòng 3 này, đội chơi Xuống Núi sẽ có cơ hội chinh phục được giải thưởng 50 triệu đồng ở vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Xin mời. Thân mến, đây là vòng cuối cùng của chương trình Về Nhà Đi Anh, cùng tên luôn. Về Nhà Đi Anh là vòng thi cuối mang giá trị có thể cao nhất là 50 triệu đồng. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Đây, chúng ta sẽ có cái trắc nghiệm, cái tự luận bóc. Mời em. Em chọn cái này, chị tin em không? Rồi. Bây giờ trắc nghiệm hay tự luận gì mình cũng phải trả lời mà. Đúng, và đây là bộ câu hỏi tự luận. Yeah, mời các bạn về chỗ. Đôi khi có những cái câu hỏi tự luận mà mình chỉ cần lập luận logic là được. Cố lên nhá. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Gói câu hỏi tự luận của chúng ta bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên. Điều khiển phương tiện giao thông có cần chính chủ hay không? Hiện tại bây giờ là chưa có cần chính chủ. Hợp lý, chính xác. Kể tên 3 hành vi vi phạm luật giao thông. 3 hành vi vi phạm luật giao thông là vượt đèn đỏ nè, lấn lên nè, hoặc là chạy quá tốc độ. Hợp lý. Câu hỏi số 3 như sau. Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo cố định và biển báo tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực hoàn toàn khác nhau thì người lái xe chấp hành theo hiệu lệnh nào? Em nghĩ đó là cái biển tạm thời. Tại vì cái biển tạm thời là mình đưa ra là để cho trong cái giống như là đoạn đường nó đang xây dựng. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi số 4 như sau. Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa hành lý vượt chiều cao tính từ mặt đường xe chạy trở lên là bao nhiêu mét? 4m, 6m, 8m. Chưa chính xác. Tiếp tục, người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong trường hợp nào?
Khó quá, có thể bỏ qua bạn. Bỏ qua. Khi gặp một đoàn xe tang hay là một đoàn người có tổ chức đi theo hàng ngũ, người lái xe phải xử lý như thế nào cho đúng quy tắc giao thông? Người ta đang đi qua thì mình phải dừng lại chờ họ đi qua hết rồi mình mới đi tiếp. Hợp lý. Câu hỏi tiếp theo. Người điều khiển xe mô tô dưới 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì? Giấy phép lái xe, cà vẹt xe. 50 hả? Vẫn còn thời gian. Dưới 50 phân khối. 50 phân khối là xe máy hả? Xe máy là phải có giấy phép lái xe. Chốt chưa? Chốt chưa chính xác, đó chính là giấy chứng nhận đăng ký xe và bảo hiểm dân sự. Tiếp tục, hệ thống báo hiệu đường bộ chia làm mấy nhóm? Mà làm hai nhóm, nhóm dành cho xe máy và nhóm dành cho xe ô tô. Chưa chính xác, là 5 nhóm. Câu hỏi tiếp theo như sau. Hãy điền vào chỗ trống tuân thủ tín hiệu ... và các hiệu lệnh của người điều khiển giao thông ... là từ gì? Đèn giao thông. Chính xác, đèn giao thông, chúc mừng. Câu hỏi cuối cùng. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là người điều khiển giao thông. Cách hiểu đó đúng hay không? Không. Hết thời gian. Không. Không là đáp án chính xác rồi. Rất là tiếc, nãy em trả lời là không luôn. Hết thời gian trước khi em trả lời rồi. Rất tiếc. Và cột mốc của các bạn đang có là 20 triệu đồng. Wow. Phải nói rằng là đây là những câu hỏi mà nếu như mà không nghe kỹ thì chúng ta cũng không biết trả lời. Mà Hồ Bích Trâm là một người rất là thông minh, nhanh trí. Và đặc biệt là trả lời rất là nhanh, rất là lẹ và hoàn toàn chính xác luôn. Hai bạn đã rất là xuất sắc. Mời hai bạn ra vị trí phía giữa. Giỏi quá, được 20 triệu luôn đó Trâm Châu. Trời ơi, Trâm Châu. Nghe thấy giàu rồi. Nghe tưởng Trân Châu. Không biết là ngày hôm nay được 20 triệu thì cảm giác của các bạn như thế nào với chương trình Về Nhà Đi Anh, Minh Châu? Em cảm thấy rất là vui khi được nhận số tiền và điều quan trọng hơn là tham gia chương trình cùng với chị Trâm. Là một người rất là vui vẻ và hòa đồng. Hoạt náo với lại hòa đồng. Nhưng mà thật sự đó, anh hỏi nè, là mình có rút được cái kinh nghiệm gì không với cái chương trình này về an toàn giao thông? Thì giúp cho em rút ra được nhiều lời khuyên hơn và gì? Thay đổi cái ý thức hơn về tham gia giao thông. Đúng. Và chấp hành hơn. Chính xác. Dạ. Cảm ơn em. Cái từ là thay đổi ý thức này nó rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta không có suy nghĩ tới nó thì chúng ta sẽ không hành động được nó. Và từ cái hành động đó không đúng thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tới tính cách của mình và cái ý thức của mình nữa. Và hy vọng rằng là với cái việc chia sẻ này thì chúng ta không chỉ riêng là Minh Châu ha, mà tất cả mọi người chúng ta cũng sẽ thay đổi mỗi ngày một ít thôi cũng được. Không phải là thay đổi một cái rụp, mà là thay đổi mỗi ngày một ít để chúng ta sẽ chấp hành giao thông một cách tốt hơn. Còn Trâm thì sao? Với việc chiến thắng ngày hôm nay với 20 triệu, Em vẫn còn đang tiếc nuối á. Đáng lẽ ra là mình sẽ cố gắng hơn để được 50 triệu. Nhưng mà nhờ như vậy á thì em thường hay có một cái bản tính như vậy nè. Khi mà em trả lời những cái câu hỏi không được mà nó nằm trong cái khả năng của mình, và mình sẽ kiểu như mình khó chịu á, và đảm bảo là sau chương trình ngày hôm nay là về mình sẽ tìm tòi về những cái luật an toàn giao thông hoặc là những cái biển báo để mà mình tìm hiểu thêm hơn. Thứ nhất là nó trau dồi kiến thức cho mình. Yeah. Thứ hai là nó giúp cho mình an toàn cho bản thân mình và người đi đường khi mà tham gia giao thông. Đó, thì em nghĩ là ngày hôm nay là một cái chương trình này nó rất là thiết thực. Dạ. Yeah. Cảm ơn Trâm. Và một lần nữa xin được chúc mừng các bạn đã có số tiền thưởng là 20 triệu đồng nhé. Trước khi nhận thưởng thì thôi, bây giờ mình sẽ suy nghĩ một cái câu khẩu hiệu gì đó đi, để bản thân mình nhớ ngày hôm nay và biết được tất cả quý vị khán giả cũng sẽ lưu ý luôn. Em sẽ nghĩ là nhanh một phút, chậm cả đời. Đó, câu này chúng ta cũng thường hay nghe đúng không? Nhanh một phút thôi mà là chậm cả cuộc đời. Chắc chắn là tất cả mọi người cũng đã hiểu đúng không ạ? Ý nghĩa ẩn dụ. Trâm làm câu coi nè. Bây giờ mình đối thơ cũng được. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, ba đèn cùng bật, không biết đi làm sao luôn. Trời ơi. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đi cho đúng luật, về nhà đi anh cũng được. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình Về Nhà Đi Anh ở đây. Và chắc chắn rồi, ngay bây giờ sẽ là số tiền thưởng 20 triệu đồng dành cho đội chơi chiến thắng. Đây, chúc mừng các bạn nha. Quý vị thân mến, rất nhiều thông điệp, rất nhiều biển báo và đặc biệt hơn hết là nhiều tình huống xảy ra trong chương trình ngày hôm nay được chia sẻ về luật an toàn giao thông. Và hy vọng rằng tất cả mọi người cũng đừng quên mở TV vào lúc 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 để theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.